Em đây chỗ nổ đi cậu Lục, thính nền các thứ đây vẫn đầy đủ thôi, thế thôi không có gì cả. Thính nền rất là chua rồi, nhão ra nhiều nước rồi. À, 5 bát chưa được 5 bát đậy kín thùng thính lên lại. À, cân cắm gạo đây, gọi chặt cân đi. Chết rồi, thính chảo của tôi bị hết rồi, còn có một tí. Biết thế trộn ổ nhỏ bởi vì lúc nãy đi mua thính chảo không có. Quán người ta chưa mở cửa. Thiếu thính chảo cho hai gói cắm trứng vậy. Ít mè chua. Và thính chảo cuối cùng xong. Biết trộn thì thôi, biết trộn là kiểu gì trộn nó cũng xong hết. Cũng xong, rất là đơn giản xong rồi, ra đi oánh thôi anh em ạ. Rất nhanh, trộn mấy phút là xong. Thank you.
đây, chúng ta chuẩn bị đồ đạc đây anh em, bây giờ thả thính. Đang đi lấy kinh. Chán mất đời anh em ạ. Đây, toàn là rô phi với cả chim con thôi. Chán cái hồ này cả. Toàn mớ này, toàn rô phi với cả chim. Toàn có loại 3-4 lạng một con. Bây giờ tôi ra tôi thu đồ đi về. Đây câu lục này. Chán rồi. Về thôi. Chết chết nhoét nhoét. Hút nốt điếu thuốc rồi thu đồ đi về. Hồ này nó thả, bây giờ nó thả toàn cá tin tin, chán quá rồi. Câu hôm thứ hai ở đây rồi, chán rồi. Ok.